Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang biết là thời tiết hôm nay là tháng 11 âm lịch, thời tiết đang mưa ẩm. Và với thời tiết như thế này thì quý vị và bà con không thể nào phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Và những người mà đang thu hoạch quả xong rồi, bây giờ là đang tháng 11, là Hà Bưởi Ngon cũng đã đi thu hoạch hết tất cả bưởi về kho. Thì thời gian này quan trọng nhất là bà con phải tiến hành phun thuốc phòng trừ nhện đỏ và nấm mốc trên cây. Đồng thời chúng ta còn sới sáo đất và chúng ta bón phân. Thông thường Hà Bưởi Ngon hướng dẫn bà con là từ khoảng mùng 10 đến 15 là chúng ta bón phân, tưới nước ẩm luôn luôn cho đến thời kỳ ra hoa, đậu quả. Nhưng mà hôm nay thời tiết đã bắt đầu có mưa ướt đất. Và thời tiết như thế này thì sẽ là điều kiện rất thuận lợi để cho sâu bệnh phát triển, đặc biệt là nhện đỏ với nấm mốc. Bởi vì trong quá trình khô hanh nhiều ngày, hôm nay mưa thì thời tiết sẽ rất thuận lợi để cho nấm mốc phát triển trên thân, cành, lá và nhện đỏ sinh sôi nảy nở. Thì hôm nay Hà Bưởi Ngon hướng dẫn bà con cách phòng trừ nhện đỏ và nấm bằng cách phun vôi bột. Chúng ta mua vôi cục về chúng ta đổ nước lên để cho tan thành bột, xong thì hôm sau chúng ta sẽ phun, thì nồng độ vôi sẽ nhiều hơn là chúng ta mua vôi để từ lâu rồi. Chúng ta nên mua vôi cục về chúng ta làm hôm trước, xong hôm sau chúng ta phun. Thì đây là chiếc máy phun vôi bột 3 trong 1, vừa phun vôi, phun phân và phun thuốc trừ sâu. Thì hôm nay Hà Bưởi Ngon hướng dẫn bà con phun vôi bột để phòng trừ sâu bệnh ở trong vườn, ngay tại vườn nhà Hà Bưởi Ngon đây, lấy vườn làm thí điểm. Thì mời quý vị và con cùng theo dõi. Quý vị và con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996 để mua được máy phun vôi chính hãng như thế này, và Hà Bưởi Ngon gửi đi toàn quốc. Chào quý vị và con. Như quý vị và con biết là Hà Bưởi Ngon chỉ phun một bình như này. Nếu chúng ta phun đầy một bình như này 10 kg, chúng ta có thể phun được 6 sào Bắc Bộ cho cây ăn trái, cây rau màu. Và chúng ta rất là rẻ, mua vôi bột này rất là rẻ. Một bình như này là chứa được khoảng từ 8 đến 10 kg vôi. Hà Bưởi Ngon phun một tí đã sạch vừa như này. Khi trời mưa mà ẩm thấp như này hoặc là có sương mù, chúng ta phun càng tốt.
Bởi vì khi phun như thế là vôi bột sẽ bám dính ở trên thân cây, cành cây, lá cây. Và khi gặp những trứng sâu bệnh đang nở hoặc là nhện đỏ thì vôi sẽ bám vào và làm diệt khuẩn cho nấm mốc và làm cho trứng của nhện hoặc là sâu vẽ bùa sẽ bị nếp chết mà không nở được. Hoặc những con nhện đỏ bố mẹ gặp vôi sẽ bị sót và chết. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video của Hà Bình Ngon.